些人长时间失误、奔波、劳累过度，经常生病，在前年49岁的那年患了直肠癌。một năm sau đó, tiền nhân từ khi đến Đài Loan sức khỏe không được tốt. Năm 49 tuổi, tiền nhân bị ung thư bụng. Bác sĩ nói nếu giải phẫu thì có thể sống được khoảng 5 năm. Tiền nhân cả đời người lần đầu tiên dùng tam bảo, xin đạo mẫu. Nếu như bề trên cần dắt con đi, con chấp nhận sự an bài của bề trên. Nhưng nếu như bề trên đồng ý để con ở lại, để con liễu nguyện của con và nhiều thêm, cứu thêm nhiều chúng sanh, thì xin bề trên từ bi. Lúc đó tiền nhân cảm thấy một luồng khí nóng từ đầu xuống chân. Thế ra lão ngũ từ bi tăng thọ tiền nhân thêm 24 năm. Trải qua 24 năm sau, có một ngày, tại 1992 năm 12 月15日晚上，前人与几位前贤开会，慈悲指导，指引他们修观道方向。在会中，前人身体感到不舒服，前贤们赶紧送医院急诊。Năm 1992, đêm ngày 15 tháng 12, tiền nhân cùng các vị tiền hiền có buổi họp từ bi chỉ đạo, hướng dẫn họ phương hướng tu bạc đạo. Trong buổi họp, tiền nhân cảm thấy không được khỏe, các tiền hiền đưa ngài vào bệnh viện cấp cứu. Gọi xe cấp cứu đưa vào
tạo bệnh viện.此时此刻离开了我们，原籍归天去。医疗的第一个周末看来但你怀中看关了这边这里1992年12月16日，前人告别了我们，他老的离别如晴天霹雳，震令落水门，又捶心刺骨的哀痛。1992年16/12，定因đã cao biệt chúng ta, sự lý điều của Ngài khi sắp xếp giữa trời năm, thật là một nỗi đau cắt sâu trong tim con của các ông bố. Thank you.
你叫好
Thank you.
师啊，你们清道又早又晚，了解也不多。我们借这个纪念日啊，给大家讲一讲我们师尊老人家的过去，一切性命达到几十年的本国道路，为的是嘛？为的弟子们，为的救我们大家。他的归天也是活活的累，为弟子们那出苦海，苦苦自己的身体。我们受师尊的恩太多了，我们今天能够托我，我来到台湾，师尊给我指示的来的，我要不能来也就死了。今天我们九里之内。来到台湾，虽说苦一点，在大陆上好。我们来在那个道场，有你这些个道亲们，我们就今天。
经过一年。